Vâng, bây giờ tôi khá là muộn rồi, bây giờ là 8 giờ ngày mùng 3 tháng 11 đấy ạ. Có 2 bao khách đến trực tiếp 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội xem này. Đó, có lịch hẹn là bên em vẫn ở lại tiếp đón các bác nhé. Đấy, mặc dù tối rồi, đây là 8 giờ kém, đây, 2 bác vẫn đến trực tiếp để xem đấy ạ. Đó, 2 bác vẫn đến trực tiếp xem một cấu hình mà bán chạy số 1 Việt Nam hiện nay, đó là đô la Wigot 4.000 và một đẩy liền vang DCX7 đi kèm một bộ mic Wigot 4.9. Đó, khá là muộn rồi, hai bác vừa đi làm xong, tranh thủ ghé qua 133 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội để lấy cho mình cấu hình. Đấy, bộ này chỉ có 16 triệu thôi ạ, 16 triệu là các bác được tặng bộ mic đi kèm không dây cao cấp, đồng bộ hãng Wigot. Đó, nghe nhạc rất sâu, rất ấm, rất mượt mà. Đó, khá là muộn, có lịch hẹn là bên em ở lại công ty đón tiếp các bác nhé. Giờ cũng cuối năm rồi, các bác và anh em hay tranh thủ buổi tối thì cũng có thể đặt lịch hẹn trước nhé. Đặt lịch hẹn trước bên em ở lại đón tiếp các bác chu đáo. Đó, bộ này hát karaoke rất ngọt ngào các bạn. Đây là dòng loa thế hệ mới. Đó. Đây còn chưa ăn cơm. Hai bác còn chưa ăn cơm tối. Hai ông anh. À, quá tuyệt vời. Đây còn trước kia ăn cơm mà. Cho bài nhạc sàn. Ok anh. Đấy, test ngay nhạc sàn này. Test lên bài nhạc sàn theo yêu cầu của hai bác khách đây. Đánh cực bạo lực luôn. Các bác chờ nhá. Về đủ mấy bài kiểm tra nhạc sàn giúp bác. Đấy, hai bác tranh thủ buổi tối. Đó, chúng ta cùng đeo tai nghe thưởng thức một bản remix mạnh trên đôi loa Wigot 4.000 ạ. Bát đánh nhá, rung luôn. Chưa cần ghét chồng đúng không? Chưa cần ghét chồng. Quá bạo lực. Anh thế nào? Đủ gây mê chưa? Quánh chắc này. Đấy. Quánh nó nét mà bát rồi, anh nó chắc được không? Chắc rồi. Giống này thì em ở thằng cái tầm của phòng 23m2 thì anh không có tầm vọng. Đấy. Mẹ tiền ra đến đâu, mẹ lại trở lại. À,
đứng nghe anh hò. Chúng ta cùng trải nghiệm hai bộ cùng một lúc của hai bác khách chọn lựa. Nhà bác thì hợp với loa cây, nhà bác thì hợp với loa thùng VK720 màu xanh coban. Nhạc rất sôi động luôn ạ. Tuyệt vời không anh?